Trong hai buổi tập tại Hàn Quốc, ban huấn luyện đã gia tăng cường độ vận động cho các cầu thủ với các bài tập hỗ trợ về sức mạnh, sức bền và tốc độ. Các giáo án đều được tính toán một cách kỹ lưỡng để đảm bảo đạt hiệu quả tốt nhất, đặc biệt trong thời điểm các cầu thủ vừa mới kết thúc mùa giải tại cấp câu lạc bộ. Trợ lý Lee Yang-jin được cử đi theo dõi trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Malaysia và đội tuyển Kyrgyzstan hôm 16 tháng 10 vừa qua, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng đã có mặt tại Baju để hỗ trợ huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Tuy nhiên, đội sẽ tạm chia tay Trọng Hoàng trong giai đoạn tập huấn còn lại tại Hàn Quốc. Tiền vệ này có kế hoạch tổ chức đám cưới vào ngày 25 tháng 10 và đã báo cáo với huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo ngay sau khi được triệu tập vào danh sách tập trung. Thời tiết tại Baju lúc này khá lạnh, nhiệt độ trung bình khoảng 15 độ C. Đây là nhiệt độ phù hợp để các cầu thủ tập luyện, nâng cao thể lực sau một mùa giải thi đấu khốc liệt. Do đây là đợt tập huấn quan trọng trước AFF Cup, các buổi tập quan trọng và cả 3 trận giao hữu của Việt Nam sẽ không được livestream qua mạng. Ngày 22 tháng 10, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có bài test đầu tiên với các học trò bằng trận đấu tập với quân xanh Incheon United FC đến từ giải K-League.